người người gói thì gói chọn gái con tim, mà người buộc thì gói kèm mấy nụ hôn. Cái này tầng dưới này bên hiểm bỏ được 16 cái. Thì xếp thử coi mình coi là bỏ được bao nhiêu cái ở dưới. Là mình biết mình tính tiếp thôi mà. Không sao, lòng thòng không sao. Ở đây là như 15 phải không vậy anh? 15. Đây là tới đang giai đoạn bỏ bánh vô thùng để nấu. Đó, ông chủ lò bánh đây. Bánh này là thực phẩm của chị Yến nè, cô Ly, rồi Nga nè, rồi chị Vân. À, bây giờ anh Sơn đem qua đây. Bây giờ luộc này là nấu vô hay luộc là phải 8 tiếng. 8 tiếng đến 8 tiếng 9 tiếng. Phải canh chừng với lửa. Nóng cho nó lẹ hơn. Ừ, nó nổi lên nhưng mà được chưa? Tới nó nổi lên. Phải có độ đè thôi. Nhà bận rộn, người bận làm bánh, người bận lau lá, người bận cắt lá xé lá, người bận quay phim. Còn một nửa phóng viên nữa sắp tới, nửa phóng viên đang trên đường tới. MVC chứ phải là xin em đầy này, MVC không anh Sơn, đây MVC, MVC. Ahí.
Đây là nồi bánh tét, đây là bánh tét đang sôi nè. Rồi bánh tét cũng được cỡ 1 tiếng rồi. Rồi trong nấu trong cái nồi tét nấu trong gara thử ra vô mở cửa ra thơm, rất là thơm mùi bánh luôn. Coi chừng rớt cái mặt vô trong này cho bây giờ luôn nha. Rồi, anh ăn mở nắp đi. Cây gấp đây. Mi ơi, không thấy lửa nha. Rồi đè đè xuống thôi, đè đè xuống thôi. Rồi châm thêm nước đi. Chắc phải thêm nước nữa. Không, lại không có cái nồi nước được đây. Để thông nó, cái này nấu được 3 2 cái nắng đó. Có 1 cục à. 1 cục được rồi. Lát nữa em lấy muốn lấy con đá được. Cười lên kìa, nhìn lên cười kìa. Đá. Rồi, rồi bánh tét rồi. Bây giờ cái này bé được nhiều. Nửa giờ này nửa đêm rồi đây mà 2 giờ sáng rồi mà đang châm nước rồi châm bánh thăm bánh. Ok. Được rồi. Thôi bây giờ chị ngáp thiệt rồi. Không bây giờ. Được rồi. Đã chị nhìn gì nó bố xong nhìn nó bố đâu nó trong nước vậy nữa. Rồi. Cần thay nước không bỏ phải. Cái này là khói bánh chứ không phải là khói sương mù. Nóng á. Rồi, nóng hổi. Rồi. Cái bánh chưng. Nhìn cũng cỡ bằng tay ha. Số nào cũng được vậy ta. Nó nở ra ha. Sau 8 tiếng này đó, thả cho nước lạnh. Lò nóng ở ngoài luôn. Cho mình nóng này là bếp ga. Thử mình dễ điều chỉnh lên dễ canh hơn. Chừng nóng hổi vừa tối vừa ăn nha, ai muốn ăn thì mời vào nha.
đêm 8 tiếng đồng hồ châm lửa khi trời mưa. Nồi này là cũng chứa được tới 23 cái bánh chiên dừa nha. 32 cái bánh đó lộn. 32 cái bánh. Nồi này là tới bao nhiêu ga lông ta? 120 ga lông chứa được 32 cái bánh. Nhìn nó lái vậy à, tao mới nhớ quê hương chứ.